Xin chào tất cả mọi người, như giới thiệu với tất cả các bạn thì là mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách là làm như thế nào để chúng ta có thể xin được 5 sen, tức là 5.000 point tổ khi mà chúng ta sử dụng cái app PayPay. Thì cái lý do mà tại sao lại có cái chế độ như vậy, bởi vì là bây giờ hiện tại là nhà nước người ta khuyến khích người dân sử dụng là đồng tiền ví điện tử, thế nên là người ta đã đưa ra cái chế độ là ví dụ như khi bạn sử dụng 2 man thì 25% của 2 man đó nó sẽ quay trở lại, tức là nó sẽ người ta sẽ tặng cho bạn 5 sen. Tức là khi mà các bạn sử dụng PayPay này thì mình thấy là ok, có thể có các những bạn bạn nghe là 2 man, tại sao tự nhiên ta phải cho 2 man vào xong ta mới lấy được 5 sen đúng không? Thì nói chung là ví dụ như các bạn đi tiêu hàng ngày, các bạn đi mua sắm hàng ngày thôi thì các bạn cũng sẽ sử dụng được PayPay, nên là cái việc mà các bạn cho 2 man vào trong đấy và bạn nhận được 5 sen lại ấy thì nó rất là bình thường, đối với mình là như thế. Còn nếu mà các bạn mà cảm thấy là không ok thì các bạn có thể xem xét xem là mình có nên xin cái 5 sen này hay không, được chưa? Nếu mà bạn nào bây giờ ok rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn. Thì đầu tiên trước hết là chúng ta sẽ phải tải một cái app có tên là PayPay. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào trong cái app store, hoặc là đối với bạn nào mà sử dụng Android thì các bạn sẽ vào cái phần để tải app về đấy. Thì bạn sẽ đánh cái chữ PayPay vào, được chưa? Và sau khi đánh PayPay vào thì bạn sẽ tải cái phần mềm này về, được chưa? Sau khi tải phần mềm này về rồi thì nó sẽ có một phần hơi rắc rối một chút, là chúng ta sẽ phải tạo một cái tài khoản PayPay của chúng ta. Thì khi tạo tài khoản PayPay thì những yếu tố cần thiết đó là chúng ta sẽ cần phải có số điện thoại hoặc là có tài khoản Yahoo của bên Nhật. Là mình sẽ hướng dẫn cho những bạn nào mà nhập vào theo cái số điện thoại, được chưa? Thì đối với những bạn có số điện thoại thì đầu tiên các bạn sẽ vào cái phần đầu tiên là về phần nhập số điện thoại, được chưa? Sau khi các bạn nhập số điện thoại rồi thì các bạn sẽ nhập cái mật khẩu vào. Tức là cái mật khẩu này là mình chưa từng làm một lần nào đúng không? Nhưng các bạn đặt mật khẩu, đây là lần đầu tiên cũng sẽ là cái mật khẩu của bạn luôn. Thì sau khi bạn nhập mật khẩu vào rồi và bạn đồng ý là bạn đăng ký thì nó sẽ gửi một cái mã số xác nhận tới cái số điện thoại của bạn. Và sau khi có mã xác nhận tới số điện thoại của bạn rồi thì bạn sẽ nhập cái mã xác nhận vào đấy. Thì sau khi bạn nhập mã xác nhận vào rồi thì là bạn đã tạo thành công cái tài khoản PayPay của bạn. Thì ở đây mình cũng có một lưu ý với các bạn là như thế này. Cũng có những bạn thì bạn ấy sợ là khi mà mình nhập như thế thì có cái thông tin cá nhân của mình bị lộ, thông tin cá nhân rồi này kia thứ đúng không? Nên mình có một cái phương pháp rất là ok, đó chính là các bạn chỉ cần nhập số điện thoại của mình vào thôi và các bạn sẽ không có liên kết với bất kỳ một ngân hàng nào. Khi các bạn liên kết với ngân hàng thì có thể là nó sẽ rút cái tiền ở trong ngân hàng của các bạn. Nhưng mà khi bạn không liên kết với ngân hàng nào thì bạn sẽ sử dụng cái chế độ là các bạn nạp tiền vào, như kiểu các bạn nạp tiền vào thẻ thì nó sẽ có thể sử dụng được. Và khi các bạn nạp 2 man vào, người ta sẽ cho lại bạn 5 sen, được chưa? Đó chính là cái cách để mà chúng ta có 5 sen khi mà chúng ta sử dụng cái PayPay này. Nhưng để mà có thể có 5 sen đấy thì chúng ta sẽ phải có một cái công tác nữa, đó chính là chúng ta sẽ có một cái app riêng. Thì ở đây chúng ta sẽ vào một cái phần, bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần trang chủ này thì nó sẽ đến có một cái phần, đó là cái phần nó ghi là My Number Point Tổ ấy, thì tức là cái điểm, cái 5.000 điểm này. Nói chung là giải thích thì nó sẽ hơi khó, nhưng các bạn cứ biết là cái 5.000 điểm này các bạn sẽ ấn vào đấy. Thì sau khi các bạn ấn vào đấy thì nó sẽ hướng dẫn bạn là bạn sẽ download một cái phần mềm khác. Thì cái phần mềm này sẽ là phần mềm chuyên để đọc cái mã My Number này. Thì các bạn cứ yên tâm, cái chương trình này là chương trình của nhà nước, nên là các bạn cứ yên tâm là không có lừa đảo gì nha, được chưa? Và sau khi bạn download cái phần mềm này về rồi thì bạn sẽ bắt đầu đăng nhập thông tin cái tài khoản PayPay của bạn, bởi vì nói chung nó liên kết với nhau rồi nên là nó làm sẽ rất là dễ. Thì bạn sẽ làm sao để liên kết hai cái tài khoản PayPay và cái app My Number Point Tổ với nhau, được chưa? Thì vì là mình đã lấy cái 5 sen ấy rồi nên là hiện tại là mình hơi khó để có thể hướng dẫn được cho các bạn. Nên là nếu mà các bạn làm đi mà có cái gì khó hiểu thì các bạn comment xuống phía dưới và mình sẽ cố gắng để mình trả lời các bạn, bởi vì mình đã nói là mình sẽ hướng dẫn các bạn nên là mình sẽ cố gắng để trả lời, được chưa? Thì cái phần tiếp theo là các bạn sẽ sử dụng, thì các bạn sẽ vào cái là Hajimete no kata wa kochira, được chưa? Thì các bạn sẽ ấn vào đấy và sau đó nó sẽ ra cái phần là login, liyosha login, được chưa? Thì các bạn sẽ ấn vào cái nút màu vàng này, chính là My Number Card no login. Thì sau khi các bạn đã đăng nhập cái My Number vào rồi thì nó sẽ hiện ra một cái phần là đọc cái thông tin của bạn.
thì cái phần My Number ấy nó sẽ là như thế này. Các bạn sẽ có cái phần My Number. Với những bạn mà có cái tờ My Number bằng giấy thì các bạn sẽ không thể nào mà xin được cái thẻ 5.000 điểm này. Còn với những bạn mà có thẻ thì các bạn mới có thể xin được. Thì sau khi các bạn làm theo cái hướng dẫn của mình thì nó sẽ đi đến cái phần đọc cái mã này. Thì các bạn sẽ đọc cái mặt trước này, đọc cái mặt sau này. Và sau khi các bạn đọc hai cái mặt này rồi thì tức là cái thông tin của My Number của bạn nó đã được đọc và đã được xử lý. Thì các bạn sẽ chỉ cần ấn xin C là xong thôi. Với những bạn mà chưa có My Number thì các bạn có một cái tờ giấy. Tức là khi mà các bạn đến Nhật các bạn sẽ được phát một tờ là My Number. Thì khi các bạn chưa có cái thẻ này các bạn sẽ phải ra Shiakusho để các bạn làm, ra tòa thị chính để làm cái thẻ này. Và khi ra đấy bạn sẽ nói là My Number Card o Tsukuritai. Thì là người ta sẽ hướng dẫn cho bạn là làm như thế nào để bạn có thể làm được cái thẻ My Number này. Nó rất là dễ. Và cái lợi ích của cái thẻ My Number này thì có rất là nhiều lợi ích. Là nó rất là tiện khi bạn có cái việc muốn phát hành cái Jumin Hyo. Các bạn có thể ra Konbini, các bạn cũng có thể phát hành được. Và nó có rất là nhiều cái lợi ích khi mà các bạn có sử dụng cái thẻ My Number này. Nên là các bạn ở Nhật thì các bạn cứ nên làm một cái thẻ này. Được có tiền này, rồi được nhiều lợi ích thì tội gì chúng ta không làm, đúng không? Được chưa? Sau khi các bạn đã đăng nhập vào như thế rồi thì nó sẽ có một cái phần là xin C. Sau khi các bạn xin C xong rồi thì các bạn có một việc quan trọng hơn nữa là các bạn sẽ phải nạp 2 man. Các bạn nạp 2 man vào trong cái tài khoản PayPay của các bạn. Sau khi các bạn nạp 2 man vào PayPay rồi thì các bạn sẽ được người ta cho lại 5 sen. Đó chính là cái cách để mà chúng ta nhận 5 sen từ cái PayPay này. Rất là đơn giản như thế thôi. Ok, thì chắc chắn là các bạn cũng chưa biết là cái cách là chúng ta nạp tiền như thế nào, đúng không? Thì hôm nay mình chỉ tạm thời là giới thiệu là đầu tiên mọi người phải đăng ký được cái đấy đã, đăng ký được cái My Number đã, đăng ký được cái PayPay đã, rồi sau đó là mọi người mới nạp tiền. Thì cái cách nạp tiền ngày mai mình sẽ đi nạp tiền thì mình sẽ quay video để hướng dẫn cho mọi người luôn. Ok, thank you và cảm ơn tất cả mọi người. Nếu mà ai có câu hỏi gì thì có thể comment xuống phía dưới. Hoặc là những bạn nào mà kiểu làm mà không hiểu ấy thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp vào cái fanpage trên cái kênh Facebook của mình, tức là Anh Tuấn VJ ấy, thì mọi người có thể nhắn vào đấy và mình sẽ cố gắng để trả lời tin nhắn của mọi người. Xin cảm ơn mọi người. Nếu mà thấy video hữu ích thì hãy giúp mình một like, một share và một đăng ký nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye. Mặt mình hơi bị khô nên hôm nay không cười được.